bán căn nhà 2 tầng, xây dựng kiên cố mặt tiền đường Tú Quỳ, phường Hòa Minh, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, đường 7,5m, vỉa hè 4,5m, diện tích đất 87,5m2, diện tích sử dụng 163m2, hướng Tây Nam. Công năng gồm sân xe, phòng khách, bếp rộng rãi, phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 VKC, phòng sinh hoạt chung, vị trí, khu dân cư sống ất, gần bến xe, trường học các cấp, y tế, chợ, nhà phun nội thất, Giá bán 3 tỷ 650 triệu, có thương lượng liên hệ 0932115662 Bán căn nhà 2 tầng, xây dựng kiên cố mặt tiền đường Tú Quỳ, phường Hòa Minh, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, đường 7,5m, vỉa hè 4,5m Diện tích đất 87,5m2, diện tích sử dụng 163m2, hướng Tây Nam Công năng gồm sân xe, phòng khách, bếp rộng rãi, phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2WC, phòng sinh hoạt chung vị trí, khu dân cư sống ất, gần bến xe, trường học các cấp, y tế, chợ, nhà phun nội thất. Giá bán 3 tỷ 650 triệu, có thương lượng, liên hệ 0932 115 662.